Rồi chúng ta bắt đầu bài học phương pháp động lực học. Ở bài giảng này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn vận dụng phương pháp động lực học để giải quyết các bài tập ở phần cơ trắc điểm. Thì phương pháp động lực học là phương pháp như thế nào? Ở đây nó là một cái phương pháp mà các bạn sẽ vận dụng canh luật Newton để tìm cái quy luật chuyển động của các vật, và chủ yếu là chúng ta sẽ dựa vào định luật hai Newton. Nó sẽ gồm những cái bước cơ bản sau: bước thứ nhất là chọn vật nào, bước thứ hai là chọn hệ quy chiếu, bước thứ ba là vẽ dấu nổi vectơ, bước thứ tư là chọn hệ trục tọa độ và chiếu phương trình định luật hai Newton. Rồi sau đó chúng ta sẽ giải hệ phương trình này để chúng ta thu được các kết quả cần tìm. Khi vận dụng cái phương pháp động lực học này thì chúng ta sẽ gặp một vài cái trường hợp điển hình mà có lẽ là chúng ta nên ghi nhớ để chúng ta vận dụng nó nhanh hơn. Đó là chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng có ma sát thì gia tốc của nó được xác định bằng các cái biểu thức mà thầy đã thống kê trên bảng. Ví dụ đây chính là biểu thức gia tốc của một vật mà nó chuyển động xuống mặt phẳng nghiêng, trượt xuống mặt phẳng nghiêng. Còn đây là gia tốc của một vật mà chuyển động đi lên mặt phẳng nghiêng. Thì nào, có lẽ các bạn thì cái phương pháp này nó cũng không không có gì lạ cả. Vấn đề bây giờ là chúng ta làm thế nào để chúng ta vận dụng được cái phương pháp này và chúng ta giải quyết được các cái bài toán. Ở đây thì ta đã chuẩn bị các cho bạn ba cái dạng toán điển hình rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng lần lượt. Ví dụ một, một vật có khối lượng là 1 kg được đặt trên mặt phẳng nghiêng góc 30 độ so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là nguy bằng 0,1. Tác dụng vào vật một lực F bằng 20 Newton hợp với mặt phẳng nghiêng ở một góc là beta bằng 10 độ như hình vẽ. Để cho vật bắt đầu chuyển động, xác định gia tốc của vật. Câu B, xác định vận tốc của vật tại thời điểm T bằng 2 giây. Rồi, câu này bạn Phượng làm chưa? Dạ thưa thầy là làm rồi ạ. Đáp án của Phượng là gì ở câu A? Dạ, câu A là bằng 10, sắp xỉ 14,18. 14,18 mét trên da bình đúng không? Còn vận tốc của Dạ. câu B là bao nhiêu? Vậy là bằng 28,36 mét trên giây. 28,36 mét trên giây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái phương pháp động lực học này cho bài toán này. Đương nhiên là cái đối tượng mà chúng ta khảo sát nó sẽ là cái vật mờ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn các lực tác dụng lên vật. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật. Ở đây vật của chúng ta nó chuyển động trên một cái mặt phẳng nghiêng cố định. Do đó chúng ta sẽ chọn hệ quy chiếu gắn mặt đất rồi. Nha, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn các lực tác dụng lên vật. Theo bạn Nhi thì cái vật này nó sẽ chịu tác dụng của mấy lực và đó là những lực nào đây Nhi? Thưa thầy là bốn lực: Bốn lực. trọng lực, phản lực, lực ma sát và lực ép, lực kéo. Và chúng ta sẽ biểu diễn này, trọng lực P thì nó sẽ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Phản lực N đó là phản lực pháp tuyến, do đó chúng ta sẽ vẽ vuông góc mặt phẳng nghiêng, và lực ma sát nó sẽ ngược chiều với chiều chuyển động của vật, với vật của mình nó đi lên mà. Và thì cái phương trình định luật hai Newton cho mình sẽ là gì? Chúng ta sẽ có là tổng tất cả các vectơ lực tác dụng lên vật nó sẽ bằng m m nhân cho a. Và thì chúng ta sẽ có như nào? Chúng ta sẽ có là f cộng cho n cộng cho p cộng cho f ma sát bằng m a. Sau khi viết được cái phương trình định luật hai Newton xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chiếu cái phương trình này lên các hệ trục tọa độ mà chúng ta chọn nha. Chiếu cái phương trình này lên các hệ trục tọa độ chúng ta chọn. Và thông thường ở bài toán này thì chúng ta sẽ chọn và chọn chiếu lên cái hệ trục tọa độ nào? Theo bạn Nhi. Thứ hai là chiếu lên OA để xác định được phản lực N rồi chiếu lên OX. Ở đây chúng ta sẽ chỉ ra con nào để đơn giản ở trong bài toán này thì cái hệ trục tọa độ mà chúng ta chọn là trục tọa độ OXY, với x là dọc theo mặt phẳng nghiêng và y là vuông góc mặt phẳng nghiêng. Bây giờ chúng ta sẽ chiếu lên các phương trước con nào. Đầu tiên là OX. OX. OX thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là theo phương này em sẽ được là F nhân cho cos của góc beta trừ P nhân sin alpha trừ cho lực ma sát nó sẽ bằng m m nhân a. Còn theo phương OY thì sao? Theo phương OY thì chúng ta sẽ có là gì nào?
F nhân cho sin của beta cộng cho n trừ P nhân cos alpha bằng 0. Như vậy từ đây chúng ta sẽ thu được là n của mình á, nó sẽ bằng là m nhân g nhân cho cos của alpha trừ cho F nhân sin của beta, sin của beta. Bây giờ để tìm gia tốc của nó thì chúng ta chỉ việc lấy cái kết quả từ phương trình số 2 này, các bạn sẽ thay vào cái phương trình số 1 nha. Và khi thay vào thì các bạn sẽ thu được là gì? Lúc này chúng ta sẽ thu được là gia tốc A của mình sẽ bằng là F chia cho M nhân cho cos của beta cộng nguy sin alpha, à, nguy sin beta, phải nhầm, nguy sin beta trừ g, trừ g nhân cho sin alpha cộng nguy cos alpha. Đấy, đây chính là biểu thức của gia tốc. Bạn Nhi có làm được biểu thức này chưa? Được rồi thầy. Rồi, thay số à. Có lẽ bài này dễ thì chúng ta sẽ đi nhanh. Món nào thay số à thì các bạn sẽ tìm được là gia tốc là bằng cỡ 14 m trên giây bình. 14 m trên giây bình. Qua đó thì các bạn sẽ tìm được vận tốc, bởi vì chuyển động là chuyển động với gia tốc là hằng số mà. Do đó chuyển động này là chuyển động biến đổi đều. Biến đổi đều. Do đó chúng ta sẽ có vận tốc bằng gia tốc nhân thời gian, dễ dàng nhận thấy rằng là cỡ 28 m trên giây. Nha, chúng ta qua bài này. Bài này thì với các bạn thì đơn giản rồi. Bài số 2. Bài số 2 bạn Nam làm chưa? Đáp án của bạn Nam là gì? Dạ A1 bằng 5 m trên giây. A1 bằng 5 m trên giây. A2 em được là A2 chiều chuyển động. A2 chưa kịp làm. A2 chưa kịp làm á? A2 chưa kịp làm. Phương làm chưa nào? Dạ làm rồi ạ. Phương kết quả thế nào? Thưa thầy là vật 5 kg đứng yên, còn vật 4 kg chuyển động với gia tốc A bằng 5 m trên giây. Tức là A1 là 5 m trên giây đúng không? A1 ý đoạn này là vật 1 nha. Tôi gọi vật này là vật 2 cho nó dễ mô tả. Như vậy A2 thì bằng Phượng là bằng 0 đúng chưa nào? Ở đây bài toán này là có, ở đây chúng ta có một cái vật 4 kg, nó nằm ở phía trên một vật 5 kg. Giữa các vật và cái giữa vật 1 với vật 2 là có ma sát với hệ số ma sát là nguy bằng 0,5 này. Còn giữa vật 1 với cả là bề mặt phẳng nằm ngang nó cũng có ma sát và hệ số ma sát là 0,3. Thế bây giờ để với những bài toán như thế này, đầu tiên các bạn phải đánh giá cho thầy là cái vật của mình nó sẽ bị trượt dưới tác dụng ngoại lực ép hay nó sẽ đứng yên. Làm thế nào để chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì các bạn chỉ việc xác định cái lực ma sát cực đại. Thầy gọi F2 mass là lực ma sát nghỉ cực đại giữa cái vật số 2 với mặt phẳng nằm ngang. Rõ ràng chúng ta sẽ có là nó sẽ bằng là nguy 1 nhân cho N1. Dễ dàng nhận thấy rằng là nó sẽ bằng là M1 cộng M2 nhân G nha. Áp lực do cái vật mà số 2 tác dụng bề mặt nó sẽ bằng tổng trọng lực của M1 cộng cho M2. Thay số vào chúng ta nhận thấy rằng là gì? 4 nhân 5 là 9 này, 4 cộng 5 là 9 này, nhân cho 10 là 90. Và 90 chúng ta nhân thêm cho 0,3 nữa. Và chúng ta được sẽ là 27 newton. Tương tự thầy gọi F1 mass là lực ma sát nghỉ cực đại giữa vật số 2 với vật số 1. Rõ ràng nó sẽ bằng là nguy 2 nhân cho N1. Nguy 2 nhân cho N1 và nó sẽ bằng là nguy 2 nhân cho M1 nhân cho G. Thay số vào thì các bạn sẽ tìm được là bao nhiêu nha. 4 kg nhân cho 10 rồi nhân 0,3. 0,5 chứ, 0,5. Như vậy chúng ta được là 20 newton. Như vậy những cái con số này nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin gì về cái chuyển động của cơ thể này? Chúng ta nhận thấy rằng là lực ngoại lực ép tác dụng vào cái vật 1 là 40 newton. Trong đó cái lực ma sát nghỉ cực đại giữa vật 1 với vật 2 là 20 newton. Do đó chúng ta sẽ kết luận rằng là vật 1 của mình nó sẽ bị trượt.
Nha, vật 1 của mình sẽ bị trượt. Vậy thì vật 2 thì sao? Vật 2 chúng ta có lực ma sát nghĩa cực đại của nó là 27 N. Nhưng mà cái lực có xu hướng làm cho cái vật 5 kg trượt là lực nào? Nó chính là lực ma sát giữa 1 với 2. Nó chính là lực ma sát giữa 1 với 2. Nó chính là cái lực ma sát giữa 1 với 2. Nó là F này, F1 2. Mà chúng ta đã vừa tính toán được là cái lực ma sát này nó có độ lớn là 20 N, nó nhỏ hơn giá trị 27 N. Điều này chứng tỏ rằng là cái vật 5 kg của mình nó sẽ đứng yên mà nó sẽ không chuyển động nữa nha. Do đó A2 của mình bằng 0. Như vậy A1 chúng ta tính rất đơn giản, A1 chúng ta chỉ việc lấy F và chúng ta trừ cho F ma sát 1 cực đại, ta chia cho khối lượng M. Chúng ta dễ dàng thấy rằng nó sẽ bằng là 40 này trừ cho 20, ta chia cho 4, vậy chúng ta sẽ được là 5 mét trên giây bình, 5 mét trên giây bình. Được chưa nào? Bạn Trang được chưa? Dạ được. Nhưng mà này chắc cũng không 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 làm khó khăn được bạn Trang nha. Chúng ta cũng bài này nó cũng không quá là khó để các bạn chưa làm được. Rồi, ví dụ số 3. Một vật nhỏ trượt đi lên mặt phẳng nghiêng có ma sát. Mặt phẳng nó nghiêng một góc theta so với phương ngang. Biết rằng thời gian nó đi lên nhỏ gấp n lần thời gian mà nó đi xuống. Xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Như vậy bài toán yêu cầu mình xác định là nguy bằng biểu thức nào? Bằng biểu thức nào? Trang là con này chưa? Trang làm chưa em? Rồi. Ừ. Rồi. Kết quả của Trang là gì? Hệ số ma sát. Dạ thưa thầy là nguy bằng sin theta trừ sin theta nhân cho 1 trừ n bình trên cho cos theta trừ cos theta nhân cho n bình cộng 1. Trừ cos theta sin với cos sao mình không biết là thành tan, À dạ. tức là kết quả của bạn Trang là n bình trừ 1 trên cho n bình cộng 1 nhân tan của góc theta đúng không nào? Dạ. Phượng làm chưa? Kết quả Phượng là gì? Yeah. Dạ giống bạn ạ. Cường làm chưa nào? Dạ làm rồi giống đáp án của bạn ạ. Cường Cường làm chưa? Cường có học nha. Là Kết quả của Cường là gì? tan alpha nhân m trừ 1 trên n. Tan alpha. Giống kết quả trên không? Nó không giống hả? Đầu tiên chúng ta sẽ viết lại một vài thông tin này. Ở đây chúng ta sẽ không chứng minh là nữa mà chúng ta sẽ sử dụng kết quả kia luôn nha. Chúng ta gọi A1 nó chính là cái gia tốc khi vật nó đi lên mặt phẳng nghiêng. Khi vật đi lên mặt phẳng nghiêng thì gia tốc của nó sẽ là trừ g nhân cho sin theta cộng cho nguy nhân cho cos theta. Cái này thì có lẽ là các bạn biết rồi nên chúng ta không chứng minh lại nữa nghe. Chúng ta tiết kiệm thời gian. Tương tự thầy cũng gọi cái A2. A2 nó là cái gia tốc mà vật nó khi nó đi xuống mặt phẳng nghiêng thì nó sẽ bằng gì nào? Nó sẽ bằng là g nhân cho sin theta trừ nguy nhân cos theta. Ở đây các bạn sẽ hình dung rằng là g nhân sin theta nó chính là cái tác dụng của trọng lực, còn nguy g nhân cos theta là tác dụng của lực ma sát. Theo giả thuyết của bài toán thì cái thời gian mà vật của mình nó đi lên mặt phẳng nghiêng nó nhỏ hơn n lần so với thời gian mà nó đi xuống mặt phẳng nghiêng. Nó đi xuống mặt phẳng nghiêng. Như vậy đầu tiên chúng ta để ý rằng là cái quãng đường đi lên và đi xuống là giống nhau. Quãng đường đi lên và đi xuống là giống nhau. S1 bằng S2. Chúng ta sẽ vận dụng cái công thức giữa liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường trong chuyển động biến đổi. Chúng ta sẽ có gì? Giả sử chúng ta gọi S1 là cái quãng đường mà vật này nó đi lên. Còn S2 là cái quãng đường mà vật này nó đi xuống. Như vậy chúng ta sẽ có là với S1 nó sẽ bằng là
V bình trừ V không bình chia 2 lần AS, và là chúng ta sẽ có là vận tốc lúc sâu là 0 này trừ cho vận tốc lúc đầu là V không bình phương. V không bình phương trên cho 2 lần A. S1 A1 F1. Tương tự như vậy cho trường hợp mà nó đi, trường hợp mà nó đi xuống. Nó đi xuống thì cái vận tốc ban đầu của nó là bằng 0, còn vận tốc lúc sâu của nó ta gọi là V, và em sẽ có là V bình. V bình trừ không bình nó sẽ bằng trên cho 2 lần A2 S2. Lưu ý là S1 và S2 là bằng nhau nên chúng ta sẽ đơn giản cái số hàng này đi. Đơn giản số hàng này đi. Chúng ta sẽ rút gọn, chúng ta biến đổi tương đương. Như vậy lúc này chúng ta sẽ được gì nào? Lúc này chúng ta sẽ thay vào luôn, A em thay vào luôn, như vậy là cái số hàng ở phía cái số hàng ở bên trái của mình đã trở thành là V0 bình phương này chia cho 2 lần G sin theta cộng nguy nhân cos theta. Cái số hàng về phải của mình đã trở thành là V bình trên cho 2G sin theta trừ nguy cos theta. Chúng ta sẽ đơn giản số 2 này luôn cho nó gọn này, đơn giản số 2 này luôn và đơn giản G luôn. Cái phương trình này chúng ta gọi nó là phương trình số 1. Phương trình này chúng ta gọi nó là phương trình số 1. Mặt khác bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái giả thuyết về thời gian mà đề bài cho. Đề bài nói như thế này là thời gian để nó, thời gian đi lên nhỏ hơn n lần so với thời gian đi xuống. Mặt khác với cái chuyển động mà biến độ đều thế này, chúng ta sẽ có là quãng đường mà nó đi được nó sẽ bằng là vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình tức là vận tốc đầu này cộng cho vận tốc sâu chia cho 2 nhân cho t. Chia cho 2 nhân cho t. Mặt khác cái quãng đường mà hai mà nó đi lên mà đi xuống là như nhau. Do đó chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có là nếu chúng ta gọi t là thời gian đi lên, và thì chúng ta sẽ có là gì? Nó đi lên với vận tốc ban đầu là V0 này. Nó dừng lại thì vận tốc nó là bằng 0 chia cho 2 nhân cho t, nó sẽ bằng. Nó đi xuống thì vận tốc ban đầu của nó là không, vận tốc lúc sơ của nó là v. Chia cho 2. Bây giờ thời gian nó gấp n lần nên ta gọi là nt. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là V0 của mình nó sẽ bằng n lần của v. Phương trình này chúng ta gọi nó là phương trình số 2. Bây giờ chúng ta chỉ việc thay 2 vào phương trình số 1. Và thì chúng ta sẽ được gì nào? Chúng ta sẽ được là n bình này chia cho sin theta cộng nguy cos theta, nó sẽ bằng 1 trên cho sin theta trừ nguy cos theta. Từ đây các bạn biến đổi thì các bạn sẽ thu được cái biểu thức của nguy. Được chưa nào? Phượng có làm giống bài không? Niệm giống. Cường được chưa nào? Được. Trang được chưa? Trang làm giống bài không? Dạ giống. Bạn Nhi được chưa? Bạn Nhi. Dạ được rồi thầy. Chúng ta sang bài tiếp theo. Bài này có lẽ chúng ta phải copy sang bảng nó sẽ rộng rãi hơn. Bạn Nhi làm bài số 3 chưa? Bài số 4 chưa bạn Nhi? Dạ chưa. Chưa làm hả? Dạ. Bạn Nam làm chưa? Dạ rồi. Kết quả của Nam là gì? Dạ V bằng in bậc 2 MG in bậc 2 của 2 MGH trên cho M nhân tan bình theta cộng M lớn tan bình theta cộng 1 nhân tan bình theta. Còn thời gian để đơn là giản thì chúng ta chỉ em chỉ cần trả lời cái vận tốc của vật M lớn thôi là nó sẽ đơn giản nhất.
Còn vận tốc vật mờ nhỏ là biến độ nó hơi dài, cộng nhau số liệu nó hơi dài. Cái kết quả vận tốc của vật mờ lớn của mình là gì? Nè. Dạ. Nó cũng dài luôn. Dài, dài chắc là sai rồi. Phượng làm chưa? Dạ làm rồi ạ. Phượng đọc cho thầy cái kết quả vận tốc của vật mờ lớn của Phượng. Dạ em không tính vận tốc mờ lớn. Không tính vận tốc của mờ lớn hả? Rồi em đọc cho thầy dạ. Em đọc cho thầy cái thời gian xem. Dạ thời gian là căn 2h chia cho sinh bình nhân g nhân cho 1 cộng cos bình chia m lớn cộng m nhỏ nhân sinh bình. Có cos nữa hả? Dạ. Em đọc cho thầy cái gia tốc của vật m lớn. Em có làm gia tốc của vật m lớn không? Dạ có. Rồi đọc cho thầy nghe. Dạ, gia tốc m lớn là m nhỏ nhân g nhân cos nhân sin chia cho m lớn cộng m nhỏ nhân sin bình. Đúng rồi. Mà sao cái thời gian làm dài vậy ta? Cô làm này chưa? À, Cường nhá, cô đâu có học đâu. Cường làm cho em. Chưa làm cô xe rồi. Ở đây các bạn nghĩ rằng là à, bạn Nhi làm chưa nhỉ? Nãy giờ hỏi Nhi chưa ta? Em chưa làm. Cái bài số 4 này là một cái bài toán nó tương đối là điển hình, nó hay xuất hiện trong các cái kỳ thi. Đương nhiên khi người ta là khi người ta gặp cái bài mà lớn này thì để làm nhanh thì người ta sẽ không không làm theo động lực học đâu, người ta sẽ làm theo bảo toàn. Chúng ta chỉ việc sử dụng hai phương trình đó là bảo toàn động lượng với bảo toàn cơ năng thì chúng ta sẽ giải ra ngay được đáp án bài toán. Tuy nhiên cái hạn chế của cái phương pháp các định luật bảo toàn á thì nó chỉ giúp chúng ta xác định được vận tốc. Đấy, vận tốc nó không giúp chúng ta tính được thời gian. Để trả lời được cái câu hỏi về thời gian thì bao giờ chúng ta cũng phải dựa vào động lực học thôi nha. Ở đây cái đặc điểm cái điều đặc biệt của cái bài toán này so với những bài toán khác là gì? Các bài toán khác thì chúng ta chỉ xét một vật chuyển động thôi, còn bài toán này đó là chúng ta có m lớn là nó chuyển động và vật m nhỏ là chuyển động trên vật m lớn. Chúng ta để đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái chiều chuyển động của vật m lớn nào nào. Chắc chắn cái chiều chuyển động khả dĩ của cái vật m lớn là nó chuyển động sang bên này thôi, nó chỉ có thể là chuyển động sang bên phải thôi nha. M lớn chuyển động sang bên phải, chúng ta gọi cái chuyển động của m lớn là có gia tốc là a lớn. Còn vật m nhỏ thì nó chuyển động như thế nào? Vật m nhỏ thì nó chuyển động như thế nào? Theo Trang thì vật m nhỏ nó chuyển động như thế nào Trang? Dạ thưa thầy là theo là vectơ gia tốc của vật m lớn là kiểu một cái là nó hướng xuống với lại có một m nhỏ mà đi tới m nhỏ nghe Trang. Dạ. Đang hỏi m nhỏ mà. À dạ, m nhỏ là chuyển động đi xuống chậm theo mặt phẳng nghiêng. Chuyển động đi xuống theo mặt phẳng nghiêng. Ừ, Nhi thì sao? Dạ, thứ hai là chuyển động đi xuống. Chuyển động đi xuống. M nhỏ là chuyển động đi xuống. Theo Nam thì m nhỏ là chuyển động như thế nào? Dạ, đối với mặt phẳng nghiêng thì m nhỏ chuyển động song song với mặt phẳng nghiêng, còn đối với mặt đất thì vừa chuyển động song song với mặt phẳng nghiêng vừa song song với mặt đất, tức là nó hợp hai cái vectơ gia tốc lại. Ở đây đầu tiên các bạn để như sau, cái vật m lớn thì cái chuyển động có thể của nó là chắc chắn là chuyển động sang bên phải rồi, thống nhất rồi. Tuy nhiên cái vật m nhỏ này các bạn phải để ý, cái vật m nhỏ này là nó chuyển động dọc theo cái mặt phẳng nghiêng đi xuống.
đồng thời nó cùng cái mặt phẳng nghiêng là chuyển động sang bên phải. Do đó các bạn nên hiểu rằng là cái gia tốc của cái vật mờ nhỏ thì gọi là AM nhỏ này, bản thân nó chính là tổng của, thứ nhất là gia tốc tương đối của mờ nhỏ đối với mờ lớn, và thứ hai là gia tốc của mờ lớn đối với đất. Đấy, như vậy là cái chuyển động của vật mờ nhỏ nó có tính tương đối, trong đó cái gia tốc của nó đối với đất chúng ta kêu là AM nhỏ, thì nó sẽ bằng là cái gia tốc của nó đối với cái mặt phẳng nghiêng cộng cái gia tốc của mặt phẳng nghiêng. Và thì cái vectơ gia tốc A nhỏ chúng ta sẽ biểu diễn trên vẽ, nó là vectơ này, bởi vì là nó chuyển động trượt xuống đối với mặt phẳng nghiêng mà. Còn cái chuyển động thực của nó là tổng của hai vectơ trên. Đây, chúng ta sẽ có công thức cộng gia tốc như trên bảng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ để chúng ta dễ dàng mô tả. Thì chọn hệ trục tọa độ như sau: trục Y thẳng đứng hướng xuống, trục X chúng ta hướng sang phải. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên từng vật. Đầu tiên thì theo bạn Nam đi. Bạn Nam thì cái vật mờ nhỏ của mình sẽ chịu tác dụng của máy lực đây Nam. Dạ, thứ hai là ba lực nhớ xếp cho này vị trí khi dẫn chính. Ba lực. Ở đây chúng ta đã cộng vận tốc rồi mà. Ở đây chúng ta đã biểu hiện cộng vận tốc rồi thì nghĩa là chúng ta đang giải nó trong hệ của chiếu kiến với đất rồi. Dạ, là hai lực là trọng lực và tổng lực. Với vật mờ nhỏ thì nó sẽ chịu tác dụng của trọng lực B. B này nó sẽ có phương tiện đứng và chiều từ trên xuống. Lực thứ hai là phản lực N do cái mặt phẳng nghiêng tác dụng lên nó. N. Nha. Chúng ta điền vẽ đường giống vào cho nó dễ hình dung. Lưu ý góc này là chính là góc theta. Góc này là chính là góc theta. Đây là dẫn độ vectơ cho vật mờ nhỏ. Bây giờ là dẫn độ vectơ cho vật mờ lớn. Theo bạn Nhi thì mờ lớn của mình nó sẽ chịu tác dụng của máy lực là gì? Hay là trọng lực và phản lực. Trọng lực, phản lực. Trọng lực P của nó sẽ tính bằng m lớn nhân g. Phản lực. Phản lực cho mặt sàn tác dụng lên nó đúng không em? Yeah. Phản lực do mặt sàn tác dụng lên nó, như vậy có hai lực. Thì bạn Nhi là có hai lực, còn lực này nữa không? Ở đây hay là còn lực nào nữa? Hay là lực của vật M nhỏ tác dụng lên. Lực của vật M nhỏ tác dụng lên. Chúng ta gọi lực đó là gì? Lực do cái vật M nhỏ tác dụng lên nó chính là cái áp lực do vật M nhỏ tác dụng lên M lớn. Nó chính là cái lực trực đối với lực N kia. Theo định luật bài Newton. Do đó về mặt độ lớn thì nó vẫn bằng N, nhưng mà về vector thì nó không phải nghe. Do đó để đơn giản thì chúng ta cũng sẽ biểu diễn nó là N, nhưng mà thầy không để dấu vector. Chúng ta kể, chúng ta điền thông tin vào. Vậy góc này của mình nó vẫn là góc theta. Góc này nó vẫn là góc theta. Và thì bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình định luật hai Newton cho từng vật. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết cho vật M lớn trước. Vật M lớn thì nó chỉ chuyển động theo phương theo phương ngang thôi. Do đó chúng ta chỉ phân tích cái lực theo phương ngang. Và thì chúng ta sẽ có là gì? Theo phương ngang chúng ta sẽ có là trừ của N nhân sin của góc theta. Nó sẽ bằng là M A lớn. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được là N của mình này nó sẽ bằng là M trừ M A lớn chia cho sin của góc theta. Phương trình này thì gọi nó là phương trình số 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình định luật hai Newton cho cái vật M nhỏ.
Với vật m nhỏ thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là mg này cộng cho n. Mg cộng cho n nó sẽ bằng là m a. A này là a, a đối với đất. Nếu chúng ta tường bình ra thì nó sẽ bằng là m này nhân cho a nhỏ cộng cho a lớn. A nhỏ cộng cho a lớn. Bạn ghi được chỗ này chưa? Dạ được rồi thầy. Bây giờ chúng ta cũng sẽ phân tích nó theo các phương nha. Chúng ta sẽ phân tích nó theo các phương. Chúng ta cũng sẽ phân tích theo phương OX và phương OY. Đầu tiên là theo phương OX trước. Theo phương OX thì chúng ta sẽ có gì nào? Theo phương OX thì chúng ta chỉ có tác dụng của N thôi. Và thì chúng ta sẽ có là theo phương x thì chúng ta sẽ có là n nhân cho sin của góc theta, nó sẽ bằng là a. A lưu ý là cái vector a nhỏ của mình là nó dọc theo mặt phẳng nghiêng, như vậy khi mà mình chiếu theo phương x thì nó sẽ là bằng a nhỏ nhân cos theta. Vậy nè, bạn nhìn rõ chỗ này chưa? Cộng cho a lớn, vì a lớn mình là theo phương ngang. Nhìn được chỗ này chưa nào? Dạ rồi. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ theo phương thẳng đứng. Theo phương thẳng đứng thì mình sẽ có gì? Chúng ta sẽ có mg. Mg trừ n nhân cho cos theta bằng m. Theo phương thẳng đứng thì chúng ta chỉ có cái thành phần của a nhỏ thôi. Và a nhỏ bây giờ nó sẽ là a nhỏ nhân sin của góc theta. Phương trình này ta gọi nó là phương trình số 2. Bây giờ chúng ta sẽ thay 1 và 2. Này giúp Phượng có làm giống cái này không Phượng? Hay là Bảo Toàn đấy? Chiếu lên hệ quy chiếu gắn với m lớn. À, giải trong hệ của chiếu phi quán tính à? Dạ. Cái đó thì chúng ta sẽ dùng cho bài giảng sau. Thật ra chúng ta giải cho hệ của chiếu nào nó cũng vậy thôi. Nó chỉ khác cái nó chỉ khác thêm số hạng, nó là bằng tóc gia tóc kéo theo a lớn thôi. Tuy nhiên chúng ta chưa tới bài giảng đó nên chúng ta vẫn giải cách này bình thường để các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn vận dụng công thức cộng gia tóc, nhưng là chúng ta làm bình thường nó cũng không khác gì cả. À, bây giờ là thay vào này, bây giờ chỗ nào mục đích của chúng ta là chúng ta đi tìm cái a lớn thôi, a lớn và a nhỏ là được nha. Sau đó chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi của bài toán. Mình tìm được cái vận tốc, cái gia tốc của a lớn là cái gia tốc chuyển động của mạch phẳng nghiêng, a nhỏ là cái gia tốc chuyển động của mạch phẳng nghiêng đối với nêm, là ta nhầm rồi, a nhỏ là cái gia tốc chuyển động của vật nhỏ vật mờ đối với mạch phẳng nghiêng. Mình có gia tốc a nhỏ đó, mình có cái chiều dài của mạch phẳng nghiêng thì mình sẽ tìm được thời gian chuyển động. Bây giờ là thay vào này. À, chúng ta sẽ có là n nó của mình là sẽ bằng là trừ ma chia sin alpha. Và ở phương trình đầu tiên thì chúng ta sẽ được là gì nào? Trừ ma bằng m a nhỏ nhân cos theta cộng m a lớn. Phương trình số 2 em được là gì? Mg trừ bây giờ chúng ta thay bằng kia vào thì chúng ta sẽ được là cộng nha. M a nhân cotang của theta bằng m a nhân sin theta. Tiếp tục biến đổi từ cái phương trình đầu tiên, chúng ta sẽ suy ra được là cái a lớn của mình này nó sẽ bằng là trừ m a nhỏ nhân cos theta chia cho m lớn cộng cho m nhỏ. Các bạn trang đến chỗ này được chưa? Dạ được. Bây giờ mình lấy cái a lớn này mình thay vào dưới ha, để mình tìm cái a nhỏ là được chứ gì. Ta sẽ có là mg này. À, bây giờ chỗ này nó là cộng m nhân cho cotang của theta. Bây giờ cái a nhỏ, cái a lớn chúng ta sẽ thay bằng là trừ m a nhỏ cos theta. Tuy nhiên là bài này hôm sơ khi học về phần năng lượng,
sẽ hướng dẫn các bạn giải theo bài toán nha. Xin thưa thầy. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi phương trình này để chúng ta thu được kết quả. Biến đổi nghe. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi đây, ta sẽ nhân vào. Chúng ta có là mg là chúng ta ghi lại này. Cộng với trừ là trừ này. M cos theta cos cotan nó sẽ bằng cos chia sin. Như vậy chúng ta sẽ được là m nhỏ nhân cho cos bình theta nhân a nhỏ trên cho m lớn cộng m nhỏ nhân sin theta bằng m a sin theta. Thầy sẽ nhân cả tử ba mẫu cho cái tổng m lớn m nhỏ nhân sin, như vậy chúng ta sẽ được là mg nhân m lớn cộng m nhỏ nhân sin theta bằng m lớn m nhỏ cos bình theta nhân a cộng cho m m lớn cộng m nhỏ nhân cho sin bình theta và nhân cho a. Và thì từ đây chúng ta sẽ tìm được là cái gia tốc. Chúng ta đơn giản m đi nha, m nhỏ đi nha, đơn giản m nhỏ đi này. Lúc này chúng ta sẽ tìm được là cái a nhỏ của mình này nó sẽ bằng là gì nào? G nhân sin theta m lớn cộng m nhỏ. Trang nó giờ theo dõi được không em? Cường được chưa nào? Được. Bên dưới chúng ta sẽ còn là gì nào? M nhân cho cos bình theta cộng m lớn cộng m nhỏ nhân sin bình theta. Chúng ta khai triển luôn nha. M lớn m nhỏ chỗ này là g nhân sin theta. Ở dưới mẫu số thì mình được gì nào? Mình nhân vào mình thấy nó xuất hiện số hạng là m lớn nhân cos theta bình cộng cho m nhỏ nhân sin theta bình cộng lại nó chính là m. Và chúng ta còn là m nhân cho sin bình theta. Và đây chính là cái gia tốc chuyển động của cái vật m nhỏ đối với mặt phẳng nghiêng. Phượng được không nào? Phượng có tham khảo cái này chưa? Dạ được rồi ạ. Mình có gia tốc này rồi thì mình sẽ trả lời được các câu hỏi của bài toán thôi. Các câu hỏi còn lại thì nó không gây cho mình nhiều khó khăn nha. Và đây là một bài toán động lực học điển hình thế nào để giải được. Chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải có một sự kiên trì nhất định. Kiên trì. Nhi được chưa nào? Được. Trang có vấn đề gì không nào? Dạ không. Nam thì sao? Dạ được thầy. Chúng ta sang câu tiếp theo nghe. Chúng ta sang bài toán số 2 là bài toán về tích phân chuyển động. Bài toán này thì chúng ta làm một vài bài điển hình thôi nha. Không cần làm nhiều. Thầy nghĩ đang trong kỳ thi cấp tỉnh thì nó cũng không có nhiều bài toán này đâu. Chủ yếu là bài toán lúc này chúng ta vừa làm thôi. Phượng làm con này chưa? Dạ làm rồi ạ. Đáp án của Phượng là gì? Quãng đường của Phượng là gì? Dạ thưa thầy là S là quãng đường. Tính lộn là T rồi thầy. T hả? T bị thức nghe là gì? Dạ, nó có chính logarit nữa. Nam làm chưa? Dạ làm rồi. Đáp án của Nam là gì? Thời gian thôi. Dạ. Thời gian là bằng 1 phần delta g nhân cho logarit v của S trừ alpha mg trên S trừ alpha mg trừ tổng beta mg v
Bài này là bài toán tích phân chuyển động điển hình thôi. Đó, chúng ta chỉ nó chỉ hơi nặng nề ở đây một chút về cái biến đổi toán học thôi. Còn nói về về khó thì nó cũng không thật sự khó nè. Một số máy thì nó chuyển động dưới tác dụng của một lực kéo ép không đổi và chịu thêm tác dụng của một cái lực ma sát với hệ số ma sát thay đổi theo thời gian, thay đổi theo vận tốc theo quy luật trên. Yêu cầu là xác định thời gian cần thiết để xuồng mình là tăng tốc từ 0 đến V1 nha, và quãng đường đi được. Đương nhiên quãng đường em xác định thời gian thì em sẽ xác định quãng đường thôi. Về cơ bản thì các bài toán về tích phân chuyển động thì chúng ta vẫn sử dụng cái phương trình định luật hai Newton. Nào, tổng F của mình đó, nó sẽ bằng là gì nào? Tổng Fx của mình đó, nó sẽ bằng là M nhân cho AX. AX ở đây chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng là D VX chia cho DT. Vấn đề còn lại là các bạn chỉ việc phân ly biến số và các bạn giải cái phương trình vi phân này thôi. Phương trình vi phân này người ta gọi là phương trình vi phân phân ly biến số. Bây giờ thầy sẽ viết cho bài toán này nha. Bài toán này nó sẽ là gì nào? F này trừ cho lực cản F trừ cho lực cản của mình là bằng nguy M bằng M DV trên DT. Chúng ta thay từ min vào cái hệ số ma sát vào luôn này thì chúng ta sẽ được là F này trừ nguy, nguy chúng ta thay vào luôn nha. Nguy thì bây giờ chúng ta sẽ thay bằng là alpha trừ beta V MG bằng M DV trên DT. Ở cái phương trình vi phân này thì chúng ta nhận thấy là chúng ta sẽ có cái vi phân DV. Và thì chúng ta sẽ thực hiện phân ly biến số bằng cách nào? Thì vi phân nào thì chúng ta sẽ vi phân cái vi phân DV nó nằm ở vế nào thì chúng ta chỉ việc chúng ta dồn cái biến nó về với đó. Và thì thay được là gì nào? Thầy sẽ đưa DT sang vế trái này. Và vế phải chúng ta còn lại là M DV ở dưới mẫu số bây giờ nó sẽ là S trừ alpha trừ beta beta nhân cho V. Nhân cho MG. Bạn nó bị lag tí. Trang được đến chỗ này được chưa Trang? Dạ được. Bị gì được không nào? Dạ được. Đóng ngoặc lại chúng ta nhân cho MG. Chúng ta có thể chia cho cái M xuống cho cái biểu thức mình nó đơn giản hơn, nó sẽ là F này chia cho M này. Bên trong này chúng ta sẽ là trừ alpha alpha g đúng không nào, rồi cộng cho beta v nhân g beta v nhân g. Ở đây chúng ta có vi phân là dv, ở dưới mẫu số chúng ta có cái bậc của v là cái bậc của biến là bậc 1. Chúng ta liên tưởng đến cái tích phân là 1 trên x, 1 trên x dx, nó là len của x. Và đến đây thì các bạn có thể thực hiện phép đổi biến như sau. Ta đổi biến này. Hoặc nếu bạn nào làm nhanh rồi thì chúng ta có thể không 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 không, không nhét ra đây. Chúng ta sẽ đặt mẫu số của mình là F trừ cho F trên M này trừ alpha G cộng beta G nhân V bằng bằng U chẳng hạn. Và từ đây có phải là chúng ta sẽ có là cái DU của mình này nó sẽ bằng là beta G nhân DV. Hay chúng ta viết lại là cái DV của mình này nó sẽ bằng là 1 trên beta g du. Thế thì cái phương trình của mình nó trở thành là gì? Nó trở thành là DT, nó sẽ bằng là mẫu số là chúng ta đã đặt bằng u rồi nghe. Cái DV bây giờ mình sẽ thay bằng là 1 trên beta g nhân cho du. Đến đây chúng ta sẽ có một cái tích phân quen thuộc, đó là tích phân của du trên u. Cái việc tính tích phân này nó không phụ thuộc vào cái biến này. X để x trên x hay là để u trên u hay là để z trên z thì kết quả của mình nó vẫn giống nhau. Cái nguyên hàm của cái tích phân du trên u này là chính là len của u, len của u. Và tóm lại chúng ta sẽ được là gì? Chúng
T nó sẽ bằng là 1 trên beta g nhân len của U cộng mình lấy từ 0 đến U1. Tại nó chỉ nặng nề về mặt toán học thôi, nó không 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 quá khó đâu. Bạn trai này thế nào? Nhìn được. Nhi được Nhi? Nhi có làm được câu này chưa? Cảm thấy khó khăn ở việc những bài toán nặng nề này không? Dạ được rồi thầy. Rồi, tương tự nghe. Chúng ta sang phần hệ vật. Cung cấp tài khoản đầy đủ về hình dạng. Ví dụ 1. Trên mặt bằng nhẵn có hai vật 1 và 2 có cùng khối lượng lệch sát nhau. Nếu chúng chịu tác dụng của các lực là F1 và F2 thì lực do vật 1 tác dụng vật 2 là bao nhiêu? Bạn Phượng làm cái này chưa? Làm rồi ạ. Đáp án của Phượng là gì? Dạ, F là bằng F1 cộng F2 tất cả chia 2. Bạn Trang làm chưa? Dạ rồi ạ. Đáp án của Trang thế nào? Dạ giống của bạn Phượng. Thì ở những cái bài toán thế này chúng ta nhận thấy rằng là khi mà hai vật này nó chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 như vậy thì chắc chắn là nó sẽ áp sát vào nhau và nó chuyển động với cùng một tia tốc. Như vậy trong cái tình huống như thế này các bạn có thể xem hai vật này giống như là một vật duy nhất. Và cái vật duy nhất này nó sẽ có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai vật. Chúng ta gọi khối lượng của mỗi vật là m đi. Như vậy thì khối lượng hai vật này nó sẽ là 2m. Như vậy là cái gia tốc chuyển động của vật này sẽ là gì? A của chúng nó sẽ bằng là F1 trừ cho F2 chia cho 2m nha. Để xác định cái lực do một tác dụng vật 2 á thì chúng ta có thể viết phương trình định luật 2 Newton cho vật 2. Và thì vật 2 của mình nó sẽ chịu tác dụng của mấy lực? Đây là cái dạng đồ vectơ lực cho vật số 2. Vật số 2 của mình nó chịu tác dụng của trọng lực B này. P2 này, phản lực N N2. Và hai lực này chúng ta nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tính toán của mình cả. Lực tiếp theo là lực do vật 1 tác dụng đến vật 2, chúng ta gọi là F12, và lực còn lại là lực F2. Như vậy có phải là theo phương chuyển động thì chúng ta sẽ có là gì nào? F12 chúng ta trừ cho F2 nó chính bằng M nhân cái gia tốc A mà mình vừa tính được. Và chúng ta thay vào thôi, F12 sẽ bằng là F2 này cộng cho M, cái A mình vừa tính được là F1 trừ F2 chia cho 2M. Và từ đây các bạn sẽ tính được nó bằng F1 trừ cộng F2 và chia cho 2. Trang được chưa Trang? Nhi chứ, Nhi lên được chưa? Dạ được rồi thầy. Ví dụ số 2 bạn Nhi làm chưa nào? Chưa. Cường làm ví dụ 2 chưa? Dạ rồi. Cường đã bán là bao nhiêu? Gia tốc là 1,44, còn lực cạnh là 0. Lực cạnh gia mình 0 à? Không có lực cạnh luôn à? Cái dây là bằng sắp xỉ 4,89 newton. 4,89 newton. Bạn đang làm chưa? Dạ làm rồi. Sức khỏe thế nào? Dạ gia tốc là 8,3 newton, còn lực cạnh dây là 8/3 newton. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng là dưới tác dụng của cái lực kéo ép thì cái vật M1 và vật M2 nó sẽ chuyển động với cùng một gia tốc thông qua sợi dây. Và thì chúng ta hoàn toàn có thể xem, ta thể hoàn toàn có thể xem là cái hệ hai vật này nó giống như là một vật duy nhất. Cái vật duy nhất này nó sẽ có khối lượng là M1 cộng cho M2. Thì trong quá trình chuyển động thì nó cái vật này nó sẽ chịu tác dụng của những lực nào? Thứ nhất là trọng lực B này. Đấy. Thứ hai là phản lực N đây. Và thứ ba là lực kéo ép mà chúng ta đã biết rồi. Thứ tư là lực ma sát.
sẽ góc này đây là góc alpha. Vậy thì chúng ta sẽ viết phương trình định luật hai Newton cho cái hệ bậc này thôi nha. Chúng ta sẽ có như nào, theo phương ngang tại phải phương chuyển động mà, chúng ta sẽ có là f nhân cho cos của góc alpha trừ cho nguy nhân cho n, nó sẽ bằng là m1 cộng cho m2 nhân a. Lưu ý rằng là chúng ta đang viết cho hệ hai vật, nó giống như là một vật duy nhất, nó có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai vật. Okay, ta đừng có nhầm. Lúc này thì chúng ta nhận thấy là theo phương thẳng đứng thì có phải là chúng ta sẽ có là n cộng cho f nhân cho sin của góc alpha bằng p, p của mình là m1 cộng cho m2 nhân cho g. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là n của mình này, nó sẽ bằng là m1 cộng cho m2 nhân g, và chúng ta trừ bớt đi cho f của sin alpha. Như vậy rõ ràng là bởi vì cái lực ép của mình nó hướng lên đó, nó hướng lên, do đó cái áp lực do hai cái vật m1 và m2 nó tác dụng lên mặt sàn nó giảm bớt đi. Bạn nghĩ được chỗ này chỗ nào? Rồi chúng ta chỉ việc thay vào thôi, chúng ta lấy cái phản lực n phương trình dưới chúng ta thay vào trên. Và thì chúng ta được là gì nào? F nhân cho cos của góc alpha này trừ nguy. Bây giờ chỗ này chúng ta sẽ thay bằng là m1 cộng cho m2 nhân g trừ f nhân cho sin alpha bằng m1 cộng m2 nhân cho gia tốc a. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tìm được biểu thức của gia tốc a nó bằng gì nào? A chúng ta chia m1 cộng m2 xuống. Vậy thì bây giờ nó sẽ trở thành là f này cos alpha này cộng nguy sin alpha chia cho m1 cộng cho m2 và trừ trừ nguy g. Đấy, bạn Phượng có tính được cái biểu thức giống này không bạn Phượng? Dạ em thấy số vào luôn chứ không có tính ra biểu thức. Cường là tính biểu thức này giống này Cường. Thay vào các bạn sẽ được là 1,44 mét trên giây tất cả bình phương. Có được cái gia tốc rồi, các bạn có thể thay ngược lên để các bạn sẽ tính được cái lực căng giây nha, lực căng của sợi dây. Để tính lực căng của sợi dây thì các bạn chỉ cần viết phương trình định luật hai Newton cho vật số 2 chẳng hạn. Đấy, đơn giản. Bạn Trang được chưa? Dạ được. Như được chưa nào? Được rồi thầy. Ví dụ 3, cho cái hệ lý tưởng như hình vẽ, biết rằng là m1 lớn hơn m2 nhân sin alpha. Xác định gia tốc chuyển động của các vật, lực căng của sợi dây, vân vân. Hợp lực tác dụng lên đầu rồng. Rồi, cái này Phượng làm đáp án là bao nhiêu cho trường hợp là gia tốc? Thưa thầy là gia tốc A là bằng M1G cộng M2G sin tất cả chia M1 cộng M2. M1G. Đọc lại xem M1G rồi gì nữa? Cộng M2G sin. Cộng M2G sin. Tất cả chia M1 cộng M2. Sao là cộng nhỉ? Do là em chọn cái hướng của cái trục á. Cái tử số của em là m1g cộng m2g sin alpha đúng không? Dạ. Sao lại cộng? Dạ, tại vì em chọn cái chiều dương của nó theo trục OX mặt phẳng nghiêng hướng lên trên. Thì sao? Thì nó sẽ đổi dấu. Cái chuyển động ở trong và còn cái chuyện còn cái vật M1 thì chị chọn chiều nào? Dạ là hướng xuống. Hướng xuống. Nhưng mà là một bài toán mình chọn hai hệ trục tọa độ à? Không, chỗ này nó mình xử lý chỗ này nó không không
không thật sự là tốt lắm đâu. Một bài toán thì chúng ta chỉ chọn một hệ quy chiếu thôi nhé, không 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 chúng ta không thể nào mà một bài toán mình làm hai hệ quy chiếu được, đúng chưa nào? Nó giống như việc là các bạn đánh giá một cái vấn đề nào đó thì các bạn phải dựa vào một hệ quy chiếu nhé. Chúng ta đánh giá bạn Phượng cao hơn bạn Nam thì chúng ta phải dựa vào hệ quy chiếu là chúng ta so với cái thước 1 mét hay là so với cái gì chứ. Chúng ta không thể nào là chúng ta nói bạn Phượng so với một bạn ở đó cao thật cao. Chúng ta nói bạn Phượng thấp rồi chúng ta nói là bạn kết luận chung là bạn Phượng thấp thì không có đúng. Những cái bài thế này thì cái hệ trục tọa độ mà chúng ta chọn á, nó là hệ trục tọa độ tự nhiên. Trong đó nó sẽ là cái hệ trục tọa độ mà nó sẽ có chiều là chiều chuyển động các vật như thế này này. Đấy, hệ trục tọa độ tự nhiên, hệ tọa độ tự nhiên, hệ tọa độ như thế này này. Và chiều dương của mình là chiều này. Nha, chiều dương của mình là chiều này. À, mà để ta xem thử là điều kiện bài toán là gì. Bài toán cho ta cái điều kiện đó là M1 nó lớn hơn M2 sin alpha. Bạn Nhi có biết là cái điều kiện này là cung cấp cho mình thông tin gì chưa? Nhi đâu rồi ta? Trang. Dạ thưa thầy, là vật M1 sẽ chuyển động đi xuống kéo vật M2 lên. Cái vật M1 nó lớn hơn M2 sin alpha để cho phép ta suy ra rằng là cái trọng lực tác dụng của vật M1 nó sẽ lớn hơn cái thành phần trọng lực tác dụng của vật M2 theo phương vị tự nhiên. Như vậy kết quả chúng ta là M1 đi xuống, và cái chiều dương chúng ta chọn là chọn đúng rồi. Bởi vì hai vật này nó chuyển động với cùng một gia tốc. Do đó chúng ta có thể hoàn toàn xem nó như là một vật duy nhất, và vật này nó sẽ chuyển động với cái gia tốc bằng các lực, thành phần các lực dọc theo chiều dương mình chọn chia tổng khối lượng. Như vậy là những lực tác dụng theo cái chiều dương mình chọn là gồm gì? Thứ nhất là trọng lực tác dụng vật M1 là M1g. Thứ hai là thành phần của trọng lực tác dụng lên vật M2 đó chính là Mg nhân cho sin M2g nhân sin alpha và chia cho gì, cho tổng M1 cộng M2. Đó chính là gia tốc của mình. Bạn Trang được chỗ này chỗ nào? Nhìn được. Cường làm được câu này chưa? Nhìn được. Rồi bây giờ mình sẽ viết lực căng của sợi dây, tìm biểu thức lực căng của sợi dây nha. Biểu thức lực căng của sợi dây thì chúng ta có thể viết phương trình định luật hai Newton cho một trong hai vật bất kỳ cũng nào. Mình có thể viết cho vật thứ nhất hoặc là mình cũng có thể viết cho vật thứ hai chẳng hạn. Bây giờ nếu ta viết cho vật thứ nhất thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có là M1g trừ cho lực căng của sợi dây nó sẽ bằng là M1 nhân cho A. Và từ đây chúng ta sẽ suy được đó là lực căng của sợi dây nó sẽ bằng là M1g trừ cho M1A. M1g trừ cho M1A. Tức là nó sẽ bằng là M1 chúng ta đặt nhân từ chung ra bên ngoài, bên trong ta là g trừ cho A. Lấy biểu thức A ở trên chúng ta thay vào, chúng ta sẽ có được tương minh của T. T nó sẽ bằng là M1 nhân M2 chia cho M1 cộng cho M2 nhân G nhân cho 1 cộng cho sin của góc alpha. Phượng nghĩ ra xem cái biểu thức là đúng chưa Phượng? Chính xác giống của em nữa. À, đúng rồi, nãy Phượng làm nhầm hỏi làm gì. Nam, Nam làm câu này chưa? Đã làm rồi. Biểu thức lực căng dây đúng chưa nào? Em kiểm tra xem. Dạ giống. Bây giờ chúng ta tính hợp lực tác dụng lên rồng rọc. Hợp lực tác dụng lên rồng rọc thì bản chất của nó là lực nào? Bạn Nhi biết chưa? Hay là lực căng dây. Lực căng dây. Bản chất của hợp lực tác dụng lên rồng rọc nó chính là hợp lực của hai lực căng dây này này. Bởi vì dây hệ của mình là hệ lý tưởng nha. Do đó lực căng dây, lực căng của một sợi dây là giống nhau. Chúng ta đã có hai lực căng rồi. Chúng ta có góc này là góc alpha, như vậy góc này sẽ là góc beta. Vậy thì chúng ta sẽ có là hợp lực, chúng ta gọi là tô đi. Tô đi nó sẽ bằng là
căn bậc 2 của t bình cộng t bình cộng cho 2 lần t nhân t rồi nhân cho cos của beta. Mà cos của beta thì nó chính là, ủa đề bài cho góc, đề bài cho góc chưa nhỉ? Đề bài chưa cho góc đúng không? Đề bài chưa cho alpha mà. Như vậy chúng ta cos beta này chúng ta sẽ chuyển thành là sin của alpha. Sin của alpha, vậy chúng ta sẽ được là t này. Để nhân chung đã bên ngoài, bên trong ta còn là gì nào? 2 2 cộng cho 2 sin alpha. Đúng chưa Nam? Dạ. Dạ. Rồi bài học ta được. Ủa thầy, sao cái hai? Sao Nam? Sao cái hai? Sao hai cái lực càng dài đó như nhau không dùng cái công thức tính lực của hai lực cùng nhau. Em nói lại cho thầy nghe không rõ. Dạ, hai cái lực chân dài đó nó bằng nhau mà không dùng công thức tính hợp lực của hai lực bằng nhau. Hợp lực của hai lực bằng nhau hả? Là công thức nào? Là kế lấy 2C nhân cos của beta chia 2. À, cũng được. Dạ. Cái đó là nó cái điểm đặc biệt về mặt hình học. Cái hình bình hành là nó hình thoi. Em có thể làm thế cũng được nha, các bạn cũng không kết đâu. Tùy em. Được rồi, bài học của mình đến đây thôi. Các bạn xem lại, được rồi, thầy quay video rồi các bạn xem lại nha. Chào tất cả các em. Chào Nhi, chào Nam, chào Khoa. Chào bạn Phượng. Nhi, bạn Nhi tối nay bị sốt rồi sao? Nhi giọng giống bị tâm. Nhi em chào thầy. Chào thầy. Em chào thầy.